xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay buổi chiều trời mưa tiếp nha anh em. Thì có mấy em hình như ở đâu ở dưới khúc Mỹ Tho lên anh em. Đó, vậy anh em. Ê Gondo kìa. Đâu hả? Ê có Gondo, đi review xe đâu qua. Đi bắt hả? Này dẫn đi. À, mấy này chở này, chở Gondo đi review nha anh em. Bữa đang đi bộ mấy này bắt. Tới gáo nè mày, trời mưa phóng đi luôn hả? Ê, anh nhớ Gondo cao đúng không ạ? Nè Gondo này dưỡng. Chi dưỡng đúng không ạ? À, hôm nay bị bộ đói đúng không? Mẹ bắt chuyển về chơi máy bay, không cho ăn nên vợ Gondo vợ bắt đi hẻ ơi. Bơ kìa. Tới gáo nè mày. Đó, quên mấy ông anh em. Rồi hồi ngoài không biết có trời mưa tầm tã không nghe anh em rất là không biết nha. Mình thấy đang chuyển mưa giống luôn á. Kìa, xe đổ kìa. Bây giờ mấy anh em mình chạy dài dài ngoài cống nha anh em. Qua cầu quẹo trái đúng không? Rồi để em đi trước đây. Ê chở Gondo đàng hoàng để té nha. Ở trước Gondo lũi đây nè. Ở trước Gondo đâm đúng vừa đấy hả? Dịu quá. Không biết đi được tới ngoài bắt mưa tới gáo nữa. Kìa ông nào nấy kìa. Mưa té luôn rồi. Từ từ nghe xe á. Mình hay mình nghĩ hôm nay sẽ là một bữa review ướt át rồi anh em. Chi mấy giờ mưa tiếp tục nữa nè anh em. Rỡ đi rồi chắc quay luôn nha. Bữa kìa. Mưa kìa. Anh nghĩ mùa này sẽ là một bữa review ướt át tiếp á. Ngoài nó uống thuốc. Chắc mình bữa nay chắc còn ướt nhẹ bên em ơi. Hả? Kìa, chạy ra đội đó. Ông lấy cái áo mưa, ông che kìa, em nước kìa. Bữa kìa. Mưa, lao cam liên tục anh em. Thôi, mưa vô cam nha. Đó. Hôm nay mình nghĩ sẽ là một bữa review tầm tả tiếp anh em. Gondo tính chịu bắt tin hay dạ? Kìa. Nè anh em coi Gondo lăn hả? Kìa bữa kìa. Kìa trời bữa kìa tới cháu. Vô đứng đi, vô. Ê tới anh vô xuống hả? Kìa. Hôm nay trời mưa thì anh chắc cũng may mắn có chỗ này nha anh em. Chỗ này chắc cũng về cũng ok ổn. Ê đậu mé đây anh thấy cũng sáng sáng nè. Anh đây cái đủ sáng nè. Trời ơi nghĩa ơi. Cái gì hả? Tại sao bây giờ ở đây hay là quay về đó luôn? Rồi, quay về sau á. Gì ha? Nè đôi non kìa. Trời ơi nghĩa ơi. Rồi ok đúng không? Đúng tắm không? Đó thì mấy anh em mới ra tới bên đây nha anh em. Để anh quay review cho anh em coi nha. Thì được ở trong mấy chỗ này nha anh em. Bằng trên này nó hơi tối xíu nha. Để mình nâng cấp thêm. Nâng cấp thêm có cái đèn anh em. Cái đèn này chắc nó cũng không sáng được nhiều nhưng mà cũng tạm xíu nha. Đó. Sao tắt luôn rồi. Ở đâu làm gì Gondo? Này đúng không? Gì buồn nội mới chịu tin xuống chưa té buồn vậy? Nãy cầu cũng được. Hey, khu bò kìa. Bữa kìa. Thế nào hả? Cảm ơn kìa. Anh Hương lại làm như thế hả? Mẹ đang bệnh. Đầu gói này nè. Hey. Đầu gói có hình trái tim luôn kìa. Ghi bí hồng găng không? Ghi hồng găng không hả? Yeah. Kìa. Sao nghĩ găng với ông nội? Em này thì chạy xương xương rất mẻ có hay găng nha anh em. Không nhiều nha. Để mình review mấy chiếc xe cho anh em cùng xem nha. Đây là 1, 2, 3, 4. 4 chiếc mà đi mấy hả? Đi 8 đứa. Ồ, chiếc này là chiếc gì đây? 133 hả? Chiếc này nhìn lạ anh em. Lao cam liên tục luôn à. Ừ. Chiếc này nhìn lực á. Đi cho nè, phải không? Ô lên hả? Đi chọn. Ô lên. Ô lên.
đó. Đó, phục ô liền lên em. Chị X-Men có ai hả? X-Men con nào hả? Đây của em này. Ê, dính sình nhiều dữ không nổi. Không có, chạy. Ê, bậy bậy, cái này in vô chứ không phải dính sình như thế này. Tối mới là dính sình dữ gì chứ. Chị này đi bánh một cây gửi luôn nè em. Đây, bánh cây gửi này nè em. Đó, quy hết cây gửi nha. Có về carbon luôn nè. Cái gì không nổi. Oh, gì hay ghê, tự động luôn kìa, nè, nó giữ anh em ơi, khét á, thì có đem hút áo nha anh em, có gì hồi thay áo nha. Đó, thì trong đây có một cục 80S trong suốt anh em, 80S trong suốt nha, có hai siêu cho một cái, không bằng hai cái luôn, có đồ soi nè anh em. Ê lại chơi dưới này, có này dưới nè, đúp tay nè. Đúp tay cho nó nè, đúp tay vô cực rồi nè. Rồi. Nóng không? Nóng không? Giật á. Giật tê lắm. Ê bỏ cái rút ra liền con đâu. Kệ. Ủa thử rồi bà. Yên tự động nha anh em. Bữa thử rồi. Ê, chị để giỏng luôn. Ờ chị Hóa để giỏng cái rồi luôn, ăn luôn. Để đưa đi câu không bệnh. Chưa từ coi ở trên nè, dạng trên nè. Ủa đồng hồ Vinh nó vậy luôn hết hả? Đồ hồ Vinh nè anh em. Đó. Cái đầu đèn hơi lạ. Đúng. Cái đèn gì bự giống con nội. Cái đèn. Cháu hỏi. Cái đèn hướng em nói gì hả? Đầu quá vậy. Thì cái đèn của em này nó hơi bị kiểu mà nó bị sao ta, nó bị lên nhiều quá, rớt xuống á, từng rớt xuống nhiều quá nên nó bị gãy móc hết rồi nha. Bị lỏng le hết nha nè. Đó. Kìa. Cô biết chi kìa. Cô biết chi luôn tới gáo thiệt. Không mà nhìn cái này nó có cái bánh ở dưới, nhìn nó khí nhìn nó đẹp anh em. Nè. Bánh này ở mâm này 16 inch đúng không ta? Có 14 à. 14 inch nhỏ xíu anh em. Nhỏ tẹo quá. Ai còn phụt cái xài phụt chứ quá. Không à. Asma anh em. Tăng dầu luôn nè anh em. Đó. Tăng dầu các kiểu luôn. Để quay bánh không thử cho anh em coi nha. Anh nghĩa dặn đi rồi tôi lấy nè. Đó. Quay cái nó. Đi con đô. À con đô, con đô. Nè con quay cái nó ngắt nè. Phải quay. Kìa. Chưa có bọt. Cái đó dữ không ạ? Chưa bọt xe bọt. Ê bọt xe bọt không? Thì xe bọt luôn kìa, có xe bọt nghe nè em. Xe bọt có câu đâu. Nhẹ nhàng nha. Ủa gì vậy? Đa số luôn hả? Rồi ghê anh em khét á. Trời ơi, cái gì đâu rồi? Hey, tại sao anh mưa ghê đó quay chỗ sáng không? Đem mấy chiếc ghê rồi kêu quay đi. Ghê đi quay chỗ sáng. Nói gì vậy? Hình như mưa cũng tạnh anh em ơi. Thôi, xe đậu kìa. Sáng rồi. Chuẩn bị hồi chỗ này là... Những con đường xình bụng riếp nghe anh em. Sáng rồi anh em ơi, kìa, chưa có tin kìa. Mấy giấc ra nè. Vậy nó thêm bệnh. cái này xình thiệt hay là in vô hả? Cái này xình thiệt. Cái này xình thiệt nha anh em. Hồi nãy cáo của em kia là cái đó in vô, còn này xình thiệt nha. Dạ. Rồi, bữa tới gáo nữa. Đó, chiếc này thì của em này luôn nha anh em. Ủa, cái yên em nó bị gì á? cái yên cho nó bữa nè, nó lội cái cục này lên nè. Anh mình biết chuyện hiếp của ghê nghe không? Sao hả? À, thằng này nó chở ghệ nó. Dạ. Cái ghệ nó chở nó rồi tự nhiên cái nó dài. Chó gạp á. Bữa kìa. Chỉ này thấy nhiều bình quá nha, chưa 9 bình hay vậy? 8 bình hả? Có nhiều 6 bình. 6 bình. Ủa, ở trong có bình không? Ở trong bông lỏng gì vậy? 6 bình. Đó anh em. 6 bình hả? Dạ. Vậy em đi 6 bình nha, có phục phay luôn kìa. Thuộc phải nhà hay gì quá à? Tự phải nhà luôn nha anh em. Đó, hạ tiền các kiểu rỉu luôn kìa. Bánh này là bánh gì ta? Bánh của Vifa GE nè. 5kg. 3.000 5 tỷ watt. Ủa, 500 watt. 3.000 ABC chứ không? Ủa lộn. Cái gì ta? AC. Bán nhà AC. WC. WC. Cô của ta là WB này, WC nha anh em. Đó. Này là cục Wotun. Này IC 2.000 mà. Ủa. Đó, à, bây giờ IC nhảy cái này cắt hàng lại nha anh em. Đó, cũng thương thôi nha. Chạy cái gắn con đồ.
Để cho em này test thử cái xe cho anh em nghe tiếng động cơ dưới này nha. Chịu quá. Ê, chim bay quá tận kìa. Nó nói chuyện rồi chim. Vừa. Trời ơi kìa. Quá dữ anh em. Tiền nhận về á. Người lớn nữa hả? Rồi tiếp tục mới lớn anh em ơi, vô tiếp nha. Rồi, vô tiếp anh em ơi. Coi chừng chạy nha mấy đứa. Dạ, yeah, được một chiếc quay ngoài anh em, chuẩn bị có hai chiếc quay trong đây tiếp. Chiếc bánh xì xè luôn á. Ô, ghê bà, khét rồi bà. Xình đắt nhiều kìa. Bây giờ tới chiếc này đâu anh em ơi. Chiếc này, ủa sao 46V nè. Dạ, tại hết điện. Hết điện anh em ơi. Đó, mưa nữa vậy anh em ơi. Quá dữ luôn. Ô, oh, bẻ khóa luôn kìa. Hình như thấy xe sai rồi. Xe này thì cũng bánh ba người quá tạ. Đó. Bánh này cũng 350 nha anh em. Em này lòn ra mấy cọng dây pha gờ rồi nè anh em. Đó. Đây là này mạnh hơn hình kia. Này mạnh hơn kia hả? Này có 4 dây. Đây là lúc đi tê. Lúc đi tê, cậu kia lúc đi xe hả? Đó. Quá dữ anh em. Bo này hay biết đi bo gì đây? Dạ, bo zin luôn anh em ơi. Kìa. Yeah. Đố bánh luôn nha. Dàn trên con này thì có khủng long cái kiểu anh em. Đó. Cái đèn nha, cái đèn này nó nói chung là mình nghe là bóp hắn đèn nhít nha anh em. Nè. Đó, khá ok á. Kháng dầu hả? Kháng dầu nè. Kháng dầu. Ủa, không có dầu. Kháng Bluetooth hả? Kháng là kháng Bluetooth nha anh em, kháng Bluetooth. Kìa, kháng Bluetooth nè. Đó. Asuma. Ai mà em kể cái sự tích sao mà em rớt hai gian cửa anh nghe hứa ơi. Cho các bạn nghe hứa ơi. Chạy trên này đúng không? Mình làm gì rớt hai gian hai gian. Trong một đêm mưa gió. Em lấy chiếc xe này ra em bóp thắng cái em nằm luôn. Ai ai kìa kìa. Ai làm gì? Làm gì làm gì? Rớt xong không nổi. Trời trong đêm mưa gió em ơi, trong một đêm mưa gió anh em. Em mới chạy ra cái bóp hết trước tự nhiên mở ra thấy mắt phần nửa gần. Tới giáo hiện em ơi. Để cho em này rồi ra. Chiếc này mà chiếc dây zin nè mà chắc quay bánh cũng như zin nha. Đó, còn chiếc nào ta chiếc này đúng không? Chiếc bánh siêu to cũng lột nè. Thì là bánh xe tăng. Xe tăng. Ủa cái vỏ này bao nhiêu, 110 hay 120 ta? 120 anh em. Đó. Mua Shopee. Bánh một mà cây gửi nha anh em. Đó. Xe này thì của em này nha. Mình trời đen. Quá dữ luôn, ta thắng anh em. Ta thắng các kiểu nè. Cáp. Bên trước thì bên trước zin luôn đúng không? Cái chắc của zin em thì ê. Ai thấy được cái kìa, nó quay tròn được kìa anh em ơi. Cái này vô mà chắc cái này chạy ngay lọc cọc nghe anh em. Thì em nó có đem hơi cùng con kéo nè. Nó ê gắn được luôn hả? Thử sao không được anh. Ồ thắng được luôn nè. Thắng dép luôn. Rồi tới gáo thì là mỗi khi anh chạy mà thắng cái này không thắng được là gì à? Bữa em mày đang chịu nhiêu bình, 6 bình hả? 7 bình luôn em. Heo bít không nè? Đó. 6 bít luôn hả? 6 bít chắc kinh hả? Bữa xin xương nha em, để coi em mày đi ESO gì nha. Để con đôi trả lời. Cái gì hả? Này là gì ame gì trăm ngàn gì nè. Trăm ngàn hả? Nhìn hay tới ba gáo rồi em ơi. Đó trăm ếch nè em ơi. Trăm ếch nha. Bộ đá mốt giống lùm dần. Bộ mốt giống đó nè em ơi. Đó. Chip nè, nó kiểu điểu không? Đi em này quay bán thử cho anh em tiếng thử nha. Ủa rồi, nhìn lên, tiếng sĩ quá. Quá, cho tôi đếm nổi. Nhanh mặt. Cái rồi. Nâng. Tới kéo. Bánh nặng quá bây. Bánh hơi nặng anh em ơi. Tôi dân thông yếu lắm. Đúng rồi, mày xuống đất thì cũng yếu luôn. Không, xuống đất mạnh lắm. Đi mạnh không? Đó, để mạnh hồi ra đây anh em ơi. Để một chút là dâm giảm 10 cái xíu nha nè. Ê, hình như dàn hướng đẩy. Phải, từ từ, đừng manh động. Để anh xuống hướng đẩy em quay à.
Rồi. Tới gáo luôn. Hết điện luôn. Hết điện luôn, tới gáo luôn. Ơi, vì là mấy em quyết tâm dập mưa về nha anh em. Mưa mấy em nó không tạnh nổi anh em ơi. Ok. Kìa. Kìa. Kìa, ghê em nổi. Quá dữ luôn. Mấy em muốn hết điện nha anh em ơi. Kìa đây kìa. Mưa dài quá anh em ơi. Hôm nào cũng mưa chứ. Rồi. Rồi lụm luôn. Ông nội nó mới xí lên kìa. Rồi xong. Ok. Em bệnh. Dưới là quay dưới mưa. Đúng. Rồi. Nhìn em nè. Nhìn em nè. Từ 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 để cho mấy ông để cái nào. Kìa. Téo này được. Giờ áo rồi. Bỏ kìa. Giờ mưa về luôn anh em ơi, từ từ để mở bỏ vào xe. Bữa nay vui không? Vui không có thấy không? Bữa nay là một ngày đi chơi tầm tã nha anh em. Ước ác luôn kìa, mình mấy kìa. Mặt mày kìa. Ai mặt mày. Trình không muốn nổi. Mấy ai mà mình dài dài quay dưới mưa cho anh em xem luôn nha. Gù đâu vui 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 quá mưa kìa. Hello. Ê, nãy giờ anh uống nước rất là nhiều rồi đó. Ê, nãy giờ em uống nước không? Đầu cổ kìa. Đi tầm mưa hay chậm châu không nổi. Trời ơi trời. Xem này không có gì trắng bụng luôn anh em ơi. Bây giờ mưa thì mấy anh em quyết định chạy dài về luôn nghe, mình dớt đó nè. Mưa mấy em quyết định chạy dài về nghe chứ không không có tạnh nổi anh em ơi. Mưa này khó tạnh lắm nha. Tầm tã cho mưa luôn. Gì hả? Lau cam lấy lẻ dân nè. Chắc mình sẽ được kết thúc clip đây luôn em ơi. Cảm ơn em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Mưa quá anh em ơi. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video ủng hộ mình nha. Xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại những video sau nha. Quay hơi cực xíu nha anh em. Mưa rồi. Hôm nào cũng đi có bị mưa nhớ nha. Mưa mưa dài á, khó tạnh lắm. Chị xe nha. Mình mấy nào đấy kìa. Kìa xinh đắt kìa kìa. Em có mà em tính nhớ. Đây là chảy mũi luôn mà anh em ơi. Anh Bình ơi, giao luôn xe với em không? Kìa, anh ngỡ xe lỡ mưa không rồi. Không có mưa mà giống mấy đứa kìa quá. Hôm nay lửa bị ướt ác rồi đúng không? Nó thì sau khi đi kiều yêu xong nha anh em là kìa. Ướt nhà chồng em luôn kìa. Ôi dạ dạ kìa. Kìa kìa bữa kìa đầu cổ đâu quay mặt đi. Yêu sao mà yêu sao mà mấy anh em kìa. Mình thì cũng không ai lại nha anh em. Trời mưa sẽ không chờ ai nha anh em, nên mình cũng yếu luôn nha. Tới gáo thì chơi. Dữ quá. Sissy lady hả? Dắt kìa. Kìa có hùng nước kìa. Ừ, trời hùng rồi, nãy vẫn con hào nước luôn kìa. Vừa dọn ra.
Hỏi xe tải chạy ngang cái gọi lượng chấm. Chấm hỏi luôn. Vừa kìa. Chàng trai chăm chỉ kìa. Chăm chỉ 80 nha. Dạ. Kìa 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 rồi rồi tới gáo rồi tới gáo rồi tới gáo rồi. Rồi. Đó biết ngay mà. Dạ. Yeah.